Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay sẽ khá nhiều mây, có mưa dông bất chợt trong ngày. Khu vực có lượng mưa nhiều nhất tiếp tục là các tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta, với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, gây nhiều khó khăn đến đời sống sinh hoạt của bà con nông dân. Mưa nhiều khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ vào khoảng 28 đến 31 độ và sẽ còn giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết, từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mai, dải mây dông gây mưa trên khu vực sẽ còn hoạt động mạnh hơn. Vùng mưa lớn lan xuống khu vực Trung Du, Đồng Đằng, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và thậm chí là cả một phần của Trung Bộ là Thanh Hóa và Nghệ An. Lui xuống khu vực Trung Bộ, ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, thì các tỉnh còn lại ở phía Bắc đèo Hải Vân cũng sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Lượng mưa tuy không lớn nhưng cũng gây ảnh hưởng một phần đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Nên nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực dao động từ 29 đến 32 độ. Thời tiết sẽ duy trì trạng thái mát mẻ trong vài ngày tới. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mưa hầu như chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có một số điểm có lượng mưa dông nhiều hơn, tập trung tại một số nơi như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhiệt độ toàn khu vực cũng tương đối ổn định, trong ngày phổ biến từ 26 đến 31 độ. Vào đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày thời tiết có nắng gián đoạn và mưa dông lớn ít có khả năng xảy ra. Mức nhiệt trưa chiều vào khoảng từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Tuy nhiên, do hệ thống giải hội tụ nhiệt đới phía Bắc đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, tạo điều kiện cho gió Tây Nam có cường độ mạnh hơn những ngày trước, nên từ chiều tối và đêm nay, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng đồng đều cả về diện và lượng. Từ ngày mai, nền nhiệt độ khu vực sẽ có xu hướng giảm nhẹ, mưa dông xuất hiện nhiều hơn trong ngày, cục bộ có những điểm mưa với lượng khá nên người dân cần lưu ý với khả năng xảy ra dông sét, gió giật và ngập úng cục bộ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, mưa dông sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với 24 giờ trước, khiến cho nền nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ dễ chịu, và từ khoảng chiều tối nay sang đến 2 ngày nghỉ cuối tuần này, mưa dông sẽ có xu hướng tăng lên nhanh chóng về lượng, khả năng có mưa vừa, mưa to khiến cho các kế hoạch ngoài trời tạm thời bị gián đoạn. Ngày hôm nay tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, kèm theo đó là mưa rào và dông xuất hiện bất chợt trong ngày. Mặc dù mưa tại thành phố được dự báo là không nhiều như các tỉnh vùng núi phía Bắc, tuy nhiên cũng sẽ gây chút cản trở cho các hoạt động giao thông cũng như buôn bán của người dân. Dự báo biên độ nhiệt ngày đêm từ 26 đến 30 độ. Quý vị nên chuẩn bị sẵn những vật dụng che mưa cần thiết khi đi ra ngoài vì dự báo mưa rào sẽ còn tiếp diễn trong thời gian 2 đến 3 ngày tới. Nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới nên tại thành phố Vinh trời sẽ có mưa bất chợt trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay cũng chỉ phổ biến ở mức 32 đến 33 độ, khá dễ chịu. Với kiểu thời tiết có mưa nắng đan xen nên sẽ có đôi chút bất lợi trên các hoạt động dã ngoại cũng như các hoạt động lưu thông trên đường phố của người dân. Về đêm nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 26 đến 28 độ. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, thời tiết trong ngày khá ổn định, trời phổ biến ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa mang tính chất cục bộ vài nơi vào buổi chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Dự báo nhiệt độ ngày hôm nay không thay đổi nhiều so với 24 giờ trước đó, vẫn ở khoảng 33-34 độ vào ban trưa và thấp nhất trong đêm nay dao động từ 27 đến 28 độ. Nhìn chung tiết trời tạnh giáo nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch cũng như các hoạt động giao thương diễn ra trên địa bàn thành phố. Đến với thành phố Nha Trang, thời tiết cũng khá ủng hộ du khách tới đây tham quan và khám phá khi mà ban ngày trời có nắng đẹp với nhiệt độ trưa chiều dao động quanh ngưỡng 33 độ. Về chiều tối và đêm nhiệt độ giảm dần xuống còn 25 đến 26 độ. Tuy khả năng mưa xuất hiện bất chợt vào thời điểm cuối ngày nhưng lượng không quá nhiều nên nhìn chung ít gây trở ngại đến giao thông và các hoạt động thường nhật của người dân. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày và đêm nay, do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió mùa Tây Nam nên những cơn mưa rào thường chỉ tập trung vào lúc chiều tối. Và ban ngày trời ít mưa và có nắng gián đoạn nên các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố sẽ không gặp trở ngại do thời tiết. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố chỉ ở khoảng 31 đến 33 độ. Về đêm, thời tiết khu vực cũng ít mưa, không khí mát mẻ với nền nhiệt hạ dần xuống từ 25 cho đến 27 độ. Bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại!